Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều may mắn. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp tuần mới từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 23 tháng 1 năm 2022 chi tiết chính xác nhất. Mong rằng với những thông tin hữu ích chúng tôi có thể giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Mời các bạn cùng theo dõi. Một. Tử vi tuần mới của tuổi Tý từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 23 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình của người tuổi Tý trong tuần mới này cho thấy, về phương diện tình cảm, con giáp tuổi Tý rất khó đặt niềm tin vào người khác vì họ sợ sẽ bị tổn thương. Điều này chỉ thể hiện sự yếu đuối của bạn mà thôi, hành động này không làm bạn tốt hơn mà còn đẩy những người yêu thương bạn ngày càng xa bạn hơn. Vì vậy với người tuổi Tý hãy hạ thấp bức tường bảo vệ ấy xuống và cho bản thân một cơ hội để đón nhận yêu thương nhé với người tuổi Tý trong tuần mới này có nhiều việc diễn ra không theo kế hoạch mà bản mệnh đã đề ra nhưng lúc này nên dẹp hết lo lắng đi con giáp tuổi Tý nhé. Có thể bạn đang do dự vì họ luôn tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống. tuy nhiên với người tuổi Tý trong tuần mới này việc trần trừ đôi khi sẽ khiến bạn bỏ lỡ mất nhiều cơ hội đến với mình. suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định là điều cần thiết nhưng đừng để quá trình đó diễn ra quá lâu nhất là khi có sao Thái Dương trợ mệnh thì sẽ luôn có vận may đang cần bạn tìm ra vì nó đang ẩn giấu trong những khó khăn đấy và trong tuần này với người tuổi Tý cũng đang bị ảnh hưởng của sao thiên diêu chiếu mệnh, khiến cho bản mệnh trở nên đa nghi hơn, việc này giúp bạn cẩn trọng trong việc đầu tư. Nhưng đừng vì thế mà không tin bất cứ ai vì cuối cùng bạn sẽ đối mặt với cô đơn mà thôi nhé. 2. Tử vi tuần mới của tuổi Sửu từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 23 tháng 1 năm 2022. Bước sang tuần mới này với người tuổi Sửu, thầy Tử Vi chỉ ra rằng bạn đang cảm thấy tự tin hơn, bản mệnh có nhiều thay đổi tích cực về mặt tài chính. Đây là lúc bạn nên tập trung nhiều hơn vào các mục tiêu tài chính dài hạn, tất nhiên cũng đừng bỏ qua kế hoạch ngắn hạn đảm bảo cho cuộc sống hiện tại của bạn. Thực ra con giáp tuổi Sửu này, những ngày đầu tuần đang đối mặt với thiên quan chiếu mệnh khiến bản mệnh không khỏi chán nản và có suy nghĩ tiêu cực nên hiệu quả công việc có phần giảm sút. Nhưng may mắn là mọi thứ sẽ khởi sắc vào những ngày giữa tuần cho tới cuối tuần giúp bạn tự tin hơn. Tử vi tuần mới cũng cho thấy về phương diện tình cảm giữa con giáp tuổi sửu và đối phương được hâm nóng và mặn nồng hơn trước, khiến bạn dường như được trở về thuở mới yêu. Trong tuần này những ai độc thân cần chủ động hơn trong chuyện tình cảm mới có thể tìm được người ưng ý. Nếu cảm thấy có người phù hợp hãy mạnh dạn bắt chuyện và cho nhau cơ hội tìm hiểu đối phương nhé. Tuy nhiên trong tuần mới này với người tuổi sửu cũng đang gặp sao Thái Tuế hung tinh chiếu mệnh, làm cho bạn đang có điểm báo tai nạn bất ngờ. Vì thế khi làm gì bạn nhớ tập trung kẻo dụng cụ bạn đang sử dụng có thể làm bạn tổn thương. Ngoài ra, bạn cũng nên cẩn thận trong công việc khi xuất hành đi xa nữa nhé. Thứ ba, tử vi tuần mới của tuổi dần, từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 23 tháng 1 năm 2022. Với người tuổi dần bước sang tuần mới này cho thấy, trong chuyện tình cảm, người tuổi dần nên biết cương, biết nhu thích hợp sẽ tốt hơn cho bạn. Bạn không cần phải luôn đặt mình vào trạng thái, sẵn sàng, cho các cuộc đấu khẩu, chỉ để chứng minh mình mạnh mẽ, độc lập như thế nào đổi lại, cần biết lắng nghe ý kiến của người khác và chấp nhận sự khác biệt trong cách suy nghĩ để xây dựng mối quan hệ hòa nhã hơn với mọi người xung quanh. Trong tuần cũng đang gặp được sao Bách Việt Chiếu Mệnh, chủ về đào hoa, nhắc nhở bạn và người ấy chớ vì giận dỗi mà xa nhau quá lâu kẻo có người thứ ba xuất hiện đấy nhé. Đó có thể là vì bạn mềm lòng trước sự quan tâm chăm sóc của người khác giới, điều mà bao lâu nay bạn không nhận được từ một nửa của mình. Và trong tuần mới này, những điều khiến con giáp tuổi dần cảm thấy bực mình chủ yếu là do chính bạn mà thôi bạn sẽ không thể tìm được giải pháp hoàn hảo cho tất cả vấn đề. Và dù kết quả ra sao, hãy nhớ rằng đấy là quyết định tốt nhất tại thời điểm đó. Ngoài ra, một chút bất ngờ, tự phát xuất hiện trong tuần này sẽ cho bạn tuổi dần có được nhiều trải nghiệm mới mẻ. Bạn hãy cứ làm điều mình thích và đừng quá lo lắng về suy nghĩ của người khác. 4 là, tử vi tuần mới của tuổi mão, từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 23 tháng 1 năm 2022 tuần mới này, xem tử vi cho thấy, người tuổi mão nên lưu ý, đó là những hoài nghi về bản thân là điều mà bạn cần thay đổi. Và khi không đặt niềm tin vào chính mình, bạn không thể tự đưa ra quyết định mà phải trông chờ vào ý kiến của người khác. Tuy vậy, không ai có thể làm mọi việc thay bạn. Đầu tuần với người tuổi mão, may mắn là bạn đang có chính ấn chiếu mệnh, hỗ trợ cho một số kế hoạch của bản mệnh diễn ra thuận lợi, giữa tuần có chút trở ngại nhưng với bạn có đủ năng lực để xử lý nên cuối tuần mọi thứ lại diễn ra suôn sẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra về vận trình tình cảm của con giáp tuổi mão trong tuần mới này, có vẻ trầm lắng. Bạn không cố ý bỏ mặc cảm xúc của họ nhưng việc bạn quá tập trung vào bản thân mình lại có thể gây ra hiểu lầm. Để khắc phục điều này, bạn cần đứng trên lập trường của người khác để hiểu cho họ hơn. Ví dụ, khi bạn và người yêu cãi nhau, đừng vội buông những lời có thể làm tổn thương đối phương nhé. Trong tuần cũng đang gặp sao thiên cầu, là hung tinh tác động không tốt tới sức khỏe của bản mệnh, thậm chí tinh thần của bạn cũng không được tốt vì stress thường xuyên do công việc căng thẳng. Bạn nên học cách buông bỏ cho nhẹ lòng và tin rằng cả những việc khó khăn nhất thì theo thời gian mọi thứ sẽ nguôi ngoai dần. Thứ năm, tử vi tuần mới của tuổi Thìn từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 23 tháng 1 năm 2022. Xem tử vi của 12 con giáp tuần mới chỉ ra rằng về khía cạnh công việc của con giáp tuổi Thìn có thể thấy mọi sự có vẻ thuận lợi hơn, các công việc liên quan đến đội nhóm sẽ cải thiện đáng kể sự hợp tác giữa bản mệnh và các thành viên trong nhóm được nâng cao khiến quá trình làm việc trở nên dễ dàng thuận lợi hơn khi bước sang tuần mới thời gian đầu tuần có chút căng thẳng liên quan tới tiền bạc mà con giáp tuổi thì đang phải đối mặt hoặc mối quan hệ của bạn không được như ý do tỷ kiên mang tới khiến đôi lúc bạn thiếu đi sự kiểm soát nếu có lúc bình tĩnh lại bạn sẽ nhận ra sai lầm của mình hãy rút kinh nghiệm để đừng gây thêm rắc rối như thế nữa bạn nhé tuần mới này với người tuổi thì đang có nhiều dấu hiệu tích cực cho thấy với bạn đang có vận đào hoa nở rộ một số người độc thân có thể tìm kiếm nửa kia nhờ sự trợ giúp của mạng xã hội hoặc các ứng dụng hẹn hò tha hồ mà lựa chọn người phù hợp những cặp đôi yêu xa này có cơ hội tái ngộ và có thời gian để hiểu nhau hơn lại thêm trong tuần đang có được sao thiên đức chiếu mệnh đây là cơ hội để bản mệnh phát tài phát lộc trong tuần này vì thế nhân khi có được tín hiệu tốt thì nên sẵn sàng đối mặt với thách thức để gặt hái về nhiều tiền bạc bạn nhé nếu bạn muốn khởi động việc kinh doanh đầu tư thì hứa hẹn sẽ gặp được người hậu thuẫn và đưa ra những chỉ dẫn phù hợp. 6. Tử vi tuần mới của tuổi Tỵ từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 23 tháng 1 năm 2022. Với người tuổi Tỵ bước sang tuần mới này cho thấy lời khuyên của chuyên gia tử vi nhắc nhở con giáp tuổi Tỵ đừng nuôi quá nhiều hy vọng về chuyện tình cảm, đối với những người độc thân sẽ nhận ra một số điều không phù hợp và bạn vẫn chưa tìm được người như ý trong tuần này đâu còn đối với những ai đã có chủ dường như khoảng thời gian bận rộn này khiến bạn không có nhiều thời gian để lo cho chuyện tình cảm cá nhân vì vậy với bạn tuổi tỵ hãy sắp xếp thời gian dành cho nửa kia nhiều hơn nhé mọi buồn phiền căng thẳng của người tuổi tỵ trong tuần sẽ được giải tỏa khi mà bạn gặp được thiên tài chiếu mệnh mang lại cho bạn có được nhiều tin vui về tài lộc tiền bạc bản mệnh có thể mua để tự thưởng cho mình một món quà nho nhỏ làm động lực để phấn đấu hơn nữa nhé với người tuổi Tỵ bước sang tuần mới này phải hiểu rằng đôi khi bạn cần phải chấp nhận sự mất trật tự trong cuộc sống. Bản mệnh nên thư giãn và mở lòng hơn với những điều ngoài quy tắc. Ví dụ, bạn có thể sắp xếp tủ sách theo thể loại thay vì theo thứ tự bảng chữ cái như cách làm thường ngày. Trong tuần với người tuổi Tỵ cũng đang gặp sao Bạch Hổ chiếu mệnh, điều này gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh, do đó nhớ lưu tâm trong việc chăm sóc cơ thể đúng cách bạn nhé. Nhất là với thời tiết nóng, lạnh bất thường như những ngày này đi đâu cũng phải mang theo quần áo ấm, phòng khi trời lạnh bất thường bạn nhé. 7 là Tử vi tuần mới của tuổi ngọ từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 23 tháng 1 năm 2022. Xem tử vi cho thấy, người tuổi ngọ trong tuần mới này đang có điểm báo là sẽ tự dước lấy buồn bực vào mình, có thể là do cái tôi cao và nhu cầu chiến thắng trong các cuộc tranh luận của bạn song với bạn tuổi ngọ nên biết tiết chế tính hiếu thắng này của mình nếu không muốn mọi chuyện đi quá xa việc giữ các mối quan hệ xung quanh quan trọng hơn chút tự tôn của bản thân sau mỗi cuộc cãi vã về mặt tình cảm con giáp tuổi ngọ cũng sẽ phải đối mặt với những rắc rối mà bạn chẳng thể ngờ tới bản mệnh và nửa kia có thể sẽ đối mặt với các vấn đề liên quan đến tài chính giữa cả hai có khả năng hai bạn sẽ suy nghĩ nghiêm túc hơn về việc tạo ra một khoản thu nhập chung hoặc cùng nhau đầu tư vào một lĩnh vực nào đó Tử vi cát tinh cũng cho thấy, với người tuổi ngọ tuần mới này, đã trợ lực cho tài lộc của con giáp tuổi ngọ những ngày cuối năm được cải thiện rõ rệt. Những ai gặp khó khăn cũng được người nhà trợ giúp, vì thế mà không còn vướng vào những rắc rối liên quan đến tiền bạc. Và hai ngày đầu tuần khá khó khăn, cho nên con giáp tuổi ngọ cảm thấy rõ những áp lực mà mình đang đối mặt thế nhưng chính ấn xuất hiện vào giữa tuần sẽ là cứu cánh cho bạn, lúc đó bạn sẽ cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều. 8. là Tử vi tuần mới của tuổi mùi từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 23 tháng 1 năm 2022. Với người tuổi mùi bước sang tuần mới này cho thấy, đây cũng là lúc khả năng giao tiếp của con giáp tuổi mùi được nâng cao đáng kể, khiến bạn dễ dàng thu hút những người xung quanh. Do đó, bạn có thể tận dụng thời gian này để mở rộng các mối quan hệ của mình. Điều này mở ra cho những người độc thân nếu như thả thính, trong thời gian này thì cơ hội thành công cũng rất cao đấy nhé. Và khi vận trình cuộc sống của bạn tuổi mùi có vẻ êm đềm, suôn sẻ, cũng là lúc bạn nên xem xét lại các mục tiêu cá nhân đã đề ra từ trước đó, loại bỏ những thói quen xấu hoặc theo đuổi những dự định đã ấp ủ từ lâu. Chuyện tình cảm của các cặp đôi có thể lên đến một bước tiến mới. Có thể thấy, với bản mệnh tuổi mùi trong tuần mới này đã có nhiều động lực trong công việc nhưng bạn vẫn chưa thể cân đối thời gian hợp lý. Ôm đồm quá nhiều việc hoặc làm việc không có kế hoạch cụ thể sẽ khiến bạn quên mất các mục tiêu quan trọng của mình trong tuần do ảnh hưởng của đại hao là hung tinh chiếu mệnh, cho nên con giáp tuổi mùi có xu hướng chi tiêu mất kiểm soát trong ngày hôm nay, thậm chí bạn đã lên kế hoạch để tránh tiêu xài hoang phí, nhưng vẫn có những sự kiện đột xuất như cưới hỏi, sinh nhật, ma chay, khiến bạn phải tiêu tốn kha khá. 9. Tử vi tuần mới của tuổi thân, từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 23 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với người tuổi thân, thầy tử vi chỉ ra rằng, trong chuyện tình cảm của bạn đang có điểm báo không được như ý muốn, và dù bạn có cố gắng thế nào thì bạn cũng không làm vừa lòng được người ấy. Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh đó, hiểu cho cảm xúc và suy nghĩ của anh hoặc cô ấy nhé. Sau đó, tìm cơ hội thích hợp để cả hai cùng nói chuyện và hóa giải những khúc mắc trong lòng. Tuần này vận trình công danh, sự nghiệp của con giáp tuổi thân khá ổn định, thế nhưng dường như bạn quá an toàn rồi đấy. Chúng ta sẽ không biết trước được bên ngoài bức tường kia là một vườn hoa xinh đẹp hay một khu rừng tăm tối. Nhưng nếu cứ núp sau lớp bảo vệ, ngay cả cơ hội tìm ra câu trả lời bạn cũng sẽ không có được. Vậy nên, hãy cứ trải nghiệm và vấp ngã để sau đó bạn nhận ra cuộc sống vốn là một vòng tròn của sự bắt đầu và kết thúc. Trong tuần mới này với người tuổi thân lại đang gặp được thiên tài xuất hiện ở đầu tuần, cho thấy tiền bạc dùng dình sẽ kéo đến với bạn, nhưng có thể vì thế mà bạn có xu hướng tiêu xài, mua sắm khá nhiều thậm chí có người còn mua cả món đồ đắt tiền mà không hề tiếc tiền vì cho rằng đó là phần thưởng bạn xứng đáng được nhận sau một năm làm việc vất vả. Ngoài ra trong tuần mới này, do ảnh hưởng của Tiểu Hao là hung tinh chiếu mệnh, cho nên với con giáp tuổi thân đang phải chi ra các khoản tiền như điện nước giấy. Có thể đang ngốn một số tiền không hề nhỏ đâu, vì thế nếu bạn không lên kế hoạch chi tiêu từ sớm thì chưa hết tháng bạn có thể đã hết tiền đấy nhé. 10 là Tử vi tuần mới của tuổi Dậu từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 23 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với người tuổi Dậu cho thấy, với bạn càng không hiểu bản thân thì bạn càng cảm thấy lạc lõng, cho dù bạn đã có những thành quả nhất định. Và lúc này là thời điểm hoàn hảo để cho bạn ra soát lại mọi mặt trong cuộc sống của mình, sắp xếp lại trật tự, ngăn nắp mọi thứ nhé. Hãy tạm gác lại đời sống xã hội bận rộn và dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn và tử vi tuần mới này cũng chỉ ra rằng, về phương diện tình cảm, thì có thể thấy con giáp tuổi dậu sẽ phải nói chuyện thẳng thắn với nửa kia của mình, để giải quyết những xích mích tồn động giữa bạn và nửa kia. Các nàng độc thân có thể gặp gỡ nhiều đối tượng khác nhau, nhưng khả năng chỉ dừng lại ở giai đoạn tìm hiểu. Trong tuần cũng gặp ngũ quỷ là hung tinh chiếu mệnh, làm cho bạn đang có điểm tiểu nhân quấy phá, gây hại sức khỏe của bản mệnh. Lời khuyên cho bạn đó là đừng để những lời đồn thổi khiến bạn luôn trong tâm trạng bất an, không nên buồn khi ai đó phủ nhận công sức của bạn trong tuần mới này với người tuổi dậu, may mắn còn có được thực thần xuất hiện ở giữa tuần, mang lại niềm vui nắng ấm cho những ngày cô quạnh trong tuần của bản mệnh, nhờ đó mà bạn có được lạc quan hơn rất nhiều. Thậm chí khi bạn gặp khó khăn, bạn cũng tìm ra lý do để có thêm động lực để bước qua mọi thứ một cách dễ dàng. 11. Tử vi tuần mới của tuổi Tuất từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 23 tháng 1 năm 2022 với người tuổi tuất bước sang tuần mới này thầy tử vi chỉ ra rằng tuần mới này đang có nhiều điều kiện thuận lợi đối với người tuổi tuất và đây cũng là thời gian bạn cần tập trung để xây dựng và mở rộng con đường sự nghiệp trước mắt nếu có thể hãy nhờ đến sự trợ giúp của những người đi trước họ sẽ cho bạn những lời khuyên đúng đắn về phương diện tình cảm của người tuổi Tuất trong tuần mới này cho thấy, tình cảm giữa bạn và đối phương đang có những dấu hiệu cải thiện rõ rệt, tình cảm của hai bạn được hâm nóng và mặn nồng hơn trước, khiến con giáp tuổi Tuất cảm thấy tự tin, có động lực hơn rất nhiều để vun vén hạnh phúc lứa đôi. Các nàng độc thân, ngược lại, lại bối rối với những cảm xúc và lựa chọn của mình vì có quá nhiều đối tượng theo đuổi. Trong tuần với người tuổi Tuất cũng đang có được sao thái âm cát tinh trợ mệnh, rất tốt cho những bạn nữ, nhất là những ai đang theo đuổi công danh, sự nghiệp, dễ nhận được sự hậu thuẫn của mọi người. Nếu có kế hoạch làm gì thì tuần này bạn có thể bắt tay để khởi động từ bây giờ luôn nhé. Thời gian này, dù với bạn tuổi rất bận rộn với công việc của mình nhưng đừng quên chăm sóc bản thân đấy nhé. Những đêm thức khuya thường xuyên sẽ càng nhanh khiến bạn kiệt sức hơn đấy, do đó nhớ sắp xếp xong việc sớm để đi ngủ sớm. 12. Tử vi tuần mới của tuổi Hợi, từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 23 tháng 1 năm 2022 xem vận trình tử vi tuần mới này với người tuổi hợi thấy rằng về phương diện tình cảm bạn đừng vì một câu chê bai của người ấy mà nuôi sự tức giận trong lòng quá lâu bạn hãy lắng nghe thật kỹ mong muốn của bản thân và luôn nhớ rằng bạn là một người tuyệt vời hãy để chính bạn nói lên bạn là người như thế nào thay vì phải nhìn nhận mình qua lăng kính của người khác và tuần này người tuổi hợi nên nhớ rằng lạt mềm buộc chặt giải quyết mâu thuẫn bằng sự thỏa hiệp chứ không phải là từ bỏ quyền lực hay hạ thấp giá trị của bản thân nhé ngược lại nó còn thể hiện bạn là người mạnh mẽ biết nhìn nhận cái sai nhất là tinh tế trong cách ứng xử trong tuần do chịu ảnh hưởng của sao dịch mã nên báo hiệu cho bạn tuổi hợi có một tuần có nhiều sự di chuyển thay đổi nhiều để cuộc sống không bị xáo trộn quá nhiều thì bạn nên chủ động và chấp nhận việc có những thay đổi so với kế hoạch như là điều đương nhiên để tránh bị rào cản vì vấn đề tâm lý nhé và trong tuần mới này với người tuổi hợi hãy tận hưởng những ngày vui của mình từ đầu tuần thực hiện những việc quan trọng cho nhiệm vụ chung vì bạn dễ xuống tinh thần vào cuối tuần Cuối tuần bạn dễ bị tổn thương do ảnh hưởng bởi thương quan gây ra, khi đó bạn rất khó tập trung, dễ bị người khác làm phiền và từ đó kéo theo nhiều rắc rối liên tiếp đến với bạn, làm cho bạn phải mất nhiều thời gian hơn để xử lý chúng. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi tuần mới của 12 con giáp, hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình. Chúc bạn năm mới an khang, thịnh vượng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.